Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 11 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập bệnh viện. 11 tháng 4 năm 2006, 11 tháng 4 năm 2016. Tới dự có đồng chí Trần Quang Khánh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tân Lạc, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện. Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc, tiền thân nằm trong hệ thống của Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, gồm Trung tâm Y tế Dự phòng, Phòng Y tế và Bệnh viện huyện Tân Lạc. Đến tháng 4 năm 2006, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc được tách ra thành đơn vị độc lập. Ngày đầu được chia tách, bệnh viện gặp vô vàn khó khăn, nhưng với quyết tâm xây dựng bệnh viện thành một địa chỉ đỏ tin cậy của nhân dân, tập thể ban lãnh đạo bệnh viện đã tập trung phát triển nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn sâu, chú trọng đào tạo cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị máy móc, ký cam kết đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thi đua thực hiện tốt 5F, đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập 12 điều y đức và 10 điều dược đức, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế vững vàng về chuyên môn, giỏi về y thuật, giàu y đức. Hiện bệnh viện có 102 cán bộ công nhân viên chức lao động, trong đó có 17 người trình độ bác sĩ, 7 bác sĩ, 1 dược sĩ chuyên khoa 1, có 10 điều dưỡng và hộ sinh có trình độ đại học đang công tác tại 13 khoa phòng chức năng với quy mô giường bệnh từ 70 giường năm 2006 lên 160 giường bệnh vào năm 2016. Mỗi ngày bệnh viện đón tiếp hơn 100 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 115%. Các phương tiện máy móc thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng như máy nội soi dạ dày, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy X-quang kỹ thuật số, máy gây mê kèm thở, máy siêu âm màu 4D, hệ thống oxy tường, máy điện tim 6 cần, bơm tim điện. Các kỹ thuật, thủ thuật mới thuộc các lĩnh vực chuyên khoa, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, sản khoa được áp dụng trên lâm sàng, trong đó có 306 danh mục kỹ thuật vượt tuyến đã được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt cho phép triển khai áp dụng trong khám chữa bệnh, trên thực tế đã đem lại hiệu quả cao. Với sự nỗ lực không ngừng đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đã đón nhận nhiều tình cảm của người bệnh, được Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế, được Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trở thành bệnh viện mũi nhọn trong tuyến bệnh viện huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Hiện đơn vị đang tiếp tục lựa chọn những y bác sĩ có tay nghề cao, cử đi đào tạo các lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời củng cố và đầu tư nâng cấp mua sắm trang thiết bị, giúp nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị phục vụ nhân dân. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn bệnh viện loại 2 và đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế từ mức 4 trở lên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Khánh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tân Lạc đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc trong 10 năm xây dựng và trưởng thành. Bên cạnh đó, cũng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực nâng cao về tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến chất lượng bệnh viện, phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ mọi sự ủng hộ của huyện, của ngành, của các dự án, thực hiện thành công việc xây dựng bệnh viện thành bệnh viện hạng 2, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác, xây dựng chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2006-2016. Và Bệnh viện Đa khoa huyện đã khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 10 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện. Sáng ngày 8 tháng 4 tại huyện Tân Lạc, tỉnh hội Đông y đã tổ chức gặp mặt đầu xuân các huyện thành phố trong tỉnh. Tới dự có bà Đinh Thị Phiển, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hòa Bình. Tại buổi gặp mặt, đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Hội Đông y sau Đại hội khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau thành công của đại hội, Ban chấp hành hội các cấp đã tập trung kiện toàn. Toàn tỉnh hiện có 11 ban chấp hành Hội Đông y huyện, thành phố, 202 chi hội và Hội Đông y xã, phường trực thuộc Hội Đông y các huyện, 4 chi hội Đông y trực thuộc tỉnh hội với trên 2.100 hội viên. Chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh có gần 260 cán bộ chuyên môn y học cổ truyền và đang công tác tại các cơ sở y tế công lập. Cùng với đó, công tác khám và điều trị bệnh đạt nhiều thành tích đáng kể. Trên địa bàn tỉnh có 51 cơ sở hành nghề y học cổ truyền được cấp phép hoạt động.
từng bước hoàn thiện hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra còn rất nhiều những ông lang bà mế ở các bản làng bốc thuốc tại gia đình với phương châm thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, chữa bệnh tại nhà. Riêng quý 1 năm 2016 đã có trên 68.000 lượt bệnh nhân khám và điều trị bằng đông y. Các cơ sở hội trong tỉnh đã khám bốc thuốc điều trị miễn phí cho trên 1.200 lượt bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách hộ nghèo các xã vùng 135. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là công tác xây dựng tổ chức hội chuyển từ chi hội đông y sang hội đông y xã phường còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền xã hội hóa về y tế còn yếu. Để khắc phục những hạn chế và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới, Hội Đông y các cấp sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện hiệu quả chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, phấn đấu đến năm 2020, 100% chi hội Đông y xã phường chuyển thành Hội Đông y, động viên khuyến khích các tập thể cá nhân nuôi trồng cây dược liệu, phát triển vườn thuốc nam tại xã và gia đình, tổ chức hội thảo nghiệm thu một số bài thuốc gia truyền để đưa vào sử dụng rộng rãi. Sáng ngày 8 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc huyện ủy. Tới dự có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Quyết định số 518 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc về việc thành lập chi bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Lạc gồm 4 đảng viên, chỉ định đồng chí Quách Văn Kiều, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đảm nhiệm chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Lạc chính thức được tách ra từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, hoạt động độc lập thuộc sự quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh từ đầu năm 2015. Qua hơn một năm đi vào hoạt động, cán bộ viên chức và đảng viên của văn phòng luôn nêu cao tinh thần phục vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, ban hành nội quy quy chế làm việc của cơ quan, chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản hóa các thủ tục cho khách hàng, không gây phiền hà sách nhiễu nhân dân, thủ tục nhanh gọn, phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Lạc luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ đảng cần xây dựng quy chế làm việc, thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đồng chí đảng viên cần nêu cao trách nhiệm, vai trò thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi mặt công tác của cơ quan. Để giúp hội viên nắm bắt được những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, vừa qua Hội Cựu Chiến binh huyện Tân Lạc đã tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền về cuộc bầu cử cho cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Hổ Luông. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ hội viên cựu chiến binh trong xã đã được nghe báo cáo viên giới thiệu tóm tắt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu quan trọng đến năm 2020 về kinh tế xã hội và môi trường và 6 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng, xây dựng bộ máy nhà nước, giới thiệu về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phân tích làm rõ bối cảnh tình hình đất nước, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong công tác bầu cử. Thông qua buổi sinh hoạt tuyên truyền, giúp cán bộ hội viên cựu chiến binh hiểu và nắm rõ về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới. Cùng gương mẫu phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên cựu chiến binh trong việc tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nhất là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 8 tháng 4, tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Lai, Tòa án Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Vụ thứ nhất, bị cáo là Đinh Công Tỉnh, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1978, hộ khẩu thường trú tại xóm Mương 2, xã Do Nhân, huyện Tân Lạc. Ngày 19 tháng 7 năm 2015, lợi dụng sơ hở, Tỉnh đã lấy trộm chiếc xe mô tô biển kiểm soát 28F3-8581 của anh Bùi Văn Đinh ở xóm Bần, xã Tuân Lộ, và mang đến hàng sắt vụn của chị Phạm Thị Nga ở xóm Thanh Đức, xã Mân Đức bán với giá 500.000 đồng lấy tiền tiêu xài. Chưa dừng lại, ngày 18 tháng 9 năm 2015, Tỉnh tiếp tục lấy trộm xe Way Honda màu trắng biển kiểm soát 28E06114 của ông Bùi Văn Mìn, sinh năm 1968, ở xóm Lạ, xã Địch Giáo, và mang sang huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bán lấy tiền tiêu xài. Tại phiên tòa,
tỉnh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, áp dụng khoản 1 điều 138 và điểm G khoản 1 điều 42, điểm P khoản 1 điều 46, điểm G khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Công Tỉnh 24 tháng tù giam. Vụ thứ hai về tội cố ý gây thương tích, bị cáo là Phạm Đức Trung, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2015, khi đi uống rượu về nhà thì bị mẹ là bà Dương Thị Thanh chửi mắng. Bực bội trong người, Trung đã vào nhà lấy dao chém đập phá đồ đạc. Hàng xóm sang can ngăn, Trung đuổi về và lực lượng công an xã Đông Lai đến giải quyết. Trung đã cầm dao chém ông Bùi Văn Nản, trưởng công an xã Đông Lai một nhát từ trên xuống dưới nhưng không trúng. Ông Nản đã xông vào khống chế, quật ngã Trung. Trong khi vật lộn, Trung dùng tay trái rút chiếc dao gấp, đâm một nhát vào hạ sườn bên trái của ông Nản, gây tổn thương phần mềm. Xét thấy mức độ và tính nghiêm trọng của vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Trung 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Việc xét xử lưu động hai vụ án nói trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân. Đây không chỉ là bài học cho các bị cáo, mà còn là bài học cho nhiều người. Phải biết kiềm chế, không nên để rượu bia điều khiển hành động việc làm. Đây cũng là bài học thích đáng dành cho những kẻ ham chơi lười làm, những kẻ thích dùng bạo lực sống coi thường pháp luật sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng nghiêm minh của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đợt rét đậm rét hại kéo dài trên diện rộng đầu năm 2016 tại các tỉnh phía Bắc nói chung và huyện Tân Lạc nói riêng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất cũng như kế hoạch chăn nuôi của bà con. Để chủ động giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã kịp thời có chính sách xử lý rủi ro đối với các khoản nợ bị thiệt hại do thiên tai, giúp bà con khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Tân Lạc hiện có trên 22.000 con trâu bò. Đợt rét đậm rét hại kéo dài đầu năm 2016 đã cướp đi của bà con 137 con trâu bò bê nghé. Đặc biệt, trong số trâu bò bị chết rét có 38 hộ đang vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn dư nợ trên 700 triệu đồng. Qua tìm hiểu được biết, đây thực sự là những hộ rất khó khăn. Trước tình hình trên, để kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương và khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội nắm bắt kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra, xác định mức độ thiệt hại và lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định. Một mặt là theo dõi diễn biến sát sao tình hình, một mặt là chúng tôi là phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện là thiết lập những cái biên bản cũng như là hồ sơ để những cái hộ có vay vốn ngân hàng chính sách sử dụng để đầu tư vào những cái mục đích là chăn nuôi những cái gia súc đó mà có thiệt hại thì chúng tôi là kịp thời là theo dõi và phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể địa phương là thiết lập cái hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro lên ngân hàng cấp trên. Đến thăm gia đình ông Bùi Văn Nườn, xóm chùa xã Tử Nê. Năm 2015, gia đình ông đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 30 triệu đồng để đầu tư mua trâu. Từ khi có con trâu, cả gia đình chăm bẵm và thành quả đã có thêm một con nghé con. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn. Trận rét đầu năm, dù gia đình đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống đói rét cho trâu, nhưng thời tiết quá khắc nghiệt đã cướp đi của gia đình ông một con trâu. Trong khi đó, thời gian hoàn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã đến gần, nên ông như ngồi trên đống lửa. Rất may chính sách giãn nợ của nhà nước có hiệu lực, ông như người chết đuối vớt phải cọc. 4-5 con này chết được một con này cũng cả nhà cũng phải nói là cũng hơi buồn tí. Được nước vô bay đấy là chúng tôi là cũng có một cái khoản, tức là cũng không phải lo mấy, tức là về cái trâu này, gia súc này, tức là 5 năm là chúng tôi chắc là cũng phải với
cũng làm ra để chúng tôi giả được cho nhà nước. Không riêng gia đình ông Đường, chính sách giãn nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã mang đến niềm vui cho nhiều gia đình. Như trường hợp của hộ ông Quách Văn Piện, tổ trưởng tổ vay vốn ở xóm chùa xã Tự Nê. Trận rét lịch sử hồi đầu năm cũng đã cướp đi của gia đình ông một con bò. Dù trong chuồng vẫn còn 9 con bò khác, đủ điều kiện để hoàn vốn với ngân hàng. Nhưng qua kiểm tra và rà soát thực tiễn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quyết định gia hạn cho gia đình ông để ông có điều kiện đầu tư, củng cố lại hệ thống chuồng trại. Ông Piện chia sẻ, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực sự trở thành bà đỡ giúp những hộ nghèo, cận nghèo như gia đình ông thoát nghèo và góp phần xóa nghèo một cách bền vững. Được cái khoanh nợ như thế thì gia đình chúng tôi rất là tin tưởng và thoải mái hơn. Nghĩa là chúng ta có được có thời gian để mà tạo điều kiện được, để mà đáp ứng được nhu cầu để trả cho ngân hàng. Thế còn cái người dân thì họ rất là tin tưởng vào chỗ đấy, là thứ nhất là chúng tôi cũng họp 3 tháng một lần. Thì đồng thông báo với dân thì biết được nọ kia. Nên là từng bước như thế thì bắt đầu là thì người dân tin tưởng hơn. Thì họ cũng không phải đến nỗi là trì trệ nợ nần gì cả. Và cái thế thì tuy rằng xóm tôi có 3 tổ nhưng mà không đến nỗi về xử lý nợ quá hạn. Là thật và rất là tốt, và tin tưởng cho ngân hàng như thế. Chính sách gia hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các đối tượng bị thiệt hại nặng từ đợt rét đậm vừa qua quy định sẽ khoanh nợ 3 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% và khoanh nợ tối đa đến 5 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 80% đến 100%. Cụ thể với chính sách này, trong khoảng thời gian khoanh nợ, khách hàng chưa phải trả nợ và không phải trả lãi. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của khách hàng để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh. Với sự chủ động bám sát địa bàn cùng sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan, quá trình kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro được triển khai thuận lợi và nhanh chóng. Được biết, đến cuối năm 2015, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc là trên 228 tỷ đồng, với trên 12.000 khách hàng được vay nguồn vốn ưu đãi. Từ các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cho con cái đi học và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2016, với việc áp dụng biện pháp gia hạn nợ và cho vay mới, cho vay bổ sung đối với những hộ bị thiệt hại, rủi ro theo quy định đã kịp thời động viên tháo gỡ những khó khăn cho nông dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, từ điều 25 đến điều 34 thuộc mục 2 chương 3 của luật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều 25. Tổ bầu cử. 1. Chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn, thì Ủy ban Nhân dân huyện sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng, được thành lập một tổ bầu cử có từ 5 đến 9 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.
Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó. 2. Tổ bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu, bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, nhận tài liệu và phiếu bầu cử từ ban bầu cử, phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử quy định tại điều này, nhận và chuyển đến ban bầu cử tương ứng khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, khiếu nại tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ bầu cử. Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để gửi đến ban bầu cử tương ứng. Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử đến Ủy ban Nhân dân cấp xã khi kết thúc việc kiểm phiếu. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên. Thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu nếu có. Điều 26. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. 1. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. 2. Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử. Điều 27. Những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã làm thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử, thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó chậm nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút thì cơ quan đã quyết định thành lập ban bầu cử tổ bầu cử đó ra quyết định xóa tên người ứng cử khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế. Điều 28. Thời điểm kết thúc nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. 1. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, ban bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội. Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. 2. Ủy ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau khi Ủy ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết của bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và hồ sơ tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới. 3. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân sau khi Ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nước nước cánh sao bay vui đón chào cả quê hương xôn xao ngày mới. Những là phiếu thân thương ta gửi niềm tin tràn chứa bao tình dân, tình trong lá phiếu cùng nhau. Trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn từ điều 25 đến điều 34 thuộc mục 2 chương 3 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong chương trình lần sau, chúng tôi xin giới thiệu tiếp từ điều 29 đến điều 34 thuộc chương 4 của luật này. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu pháp luật cũng đã khép lại chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.